Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được con âm ly có model là Denon TMA2000RE. Đây là dòng âm ly cao cấp đến từ hãng Denon Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm phay xước màu trắng. Model 2000RE là dòng đời cuối cùng trong series 2000 rất nổi tiếng. Series 2000 của hãng Denon có tổng cộng 7 đời máy, thì dòng 2000RE là dòng đời cuối cùng. Made in Japan, sản xuất tại Nhật, điện 100V và có công suất là 360W. Máy mình về tình trạng like new, bao gồm full thùng xốp. Thùng xốp có số series trùng với số series máy nghe các bạn. Ở trong thùng xốp là băng băng xốp sạch đầy đủ, bao gồm một cái khiển zin. Khiển của nó là khiển nhôm, các bạn cầm rất chắc tay, RC1179. Các bạn có thể sử dụng cái khiển này, có thể sử dụng tắt máy, mở máy, sử dụng cho những đầu CD cao cấp. Những đầu CD có chức năng giải mã, các bạn có thể tăng giảm volume, đó, chuyển ngõ, chuyển kênh, đầy đủ full chức năng, cái khiển là còn như mới luôn các bạn. Ở đây có một cái catalog, các bạn có thể tham khảo cách kết nối ở trong. Dòng Denon PMA2000RE được sản xuất vào năm 2012, kéo dài cho tới 2016. Made in Japan, sản xuất tại Nhật, điện 100V và có công suất là 360W. Đánh được hai cặp loa, phù hợp loa có trợ kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu loa của các bạn có trợ kháng 8 ohm, công suất ra mỗi loa là 80W. Nếu loa của các bạn có trợ kháng 4 ohm, công suất ra mỗi loa là 160W. Tương đối lớn nên các bạn có thể ghép được những dòng loa có bass từ 30-40cm, thì dòng Denon PMA2000RE đánh rất tốt. Chất âm của dòng Denon PMA2000RE, tiếng bass rất mạnh mẽ, uy lực, mid chép sáng chi tiết, phù hợp với đa thể loại nhạc. Các bạn có thể nghe nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng, những dòng nhạc tiết tấu nhanh, nhạc trẻ, non-stop, remix đều thiện rất tốt. Đập vào mắt là các bạn sẽ thấy một cái chữ là Ultra High Kernel Mode, mode viết tắt là mode phép. Dòng này chạy sò mode phép, đây là mạch bán dẫn dòng cao của hãng Denon. Nó chịu đòn rất tốt nên các bạn có thể dùng để nghe nhạc. Bên cạnh đó các bạn có thể gắn thêm vang số, vang cơ, lọc xì để hát ok trong không gian gia đình, lực đánh rất mạnh mẽ nghe các bạn, rất tốt. Với kích thước chiều ngang, đúng size chuẩn Denon là 43,4cm, cao 18cm. Và hậu sau là 43,5cm và máy nặng. Máy này rất là nặng nha các bạn, nặng tới 25kg. Rất đẹp luôn các bạn. Chất âm của dòng 2000RE là dòng đời cuối cùng. Chất âm nó hay đặc biệt nha các bạn. Và ghép được tất cả các dòng loa Nhật, Mỹ, châu Âu. Rất đẹp, máy không tì vết nghe các bạn, full thùng xốp là bạn an tâm. Rồi sau đây mình quay tổng thể cho các bạn xem, tất cả còn nguyên zin bản hai bên của nó là sẽ có hai hồi nhôm rất dày nhằm chống va đạp nghe các bạn. Bên phải cũng vậy. Rồi mình xoay mặt sau cho các bạn xem, nhìn tổng thể mặt sau con này cũng còn rất sáng rất mới nè bạn, không có gì cắm rút. Dẫn ngõ ở trên là cartridge MMC Phono CD Tuner Out Network 1, Network 2, mình rút ra cho các bạn xem ha. Rất vàng, không có nhiều cắm rút nghe các bạn. Ở đây đường rìa out, các bạn ngắn sấp hoặc các bạn đưa tín hiệu vào một âm ly khác, khi đó âm ly như mức rìa. Các bạn đưa tín hiệu vào đường power amplifier, thì khi đó âm ly này giống cục đẩy công suất. Các bạn có thể kết nối cái đường power amplifier recorder 1, recorder 2 để hát ok, lực đánh rất mạnh mẽ nha các bạn. Ở đây điểm tiếp mát. Ở đây là nút remote control cho bạn kết nối những đầu CD nào bằng cái jack 35 ly ha. Các bạn nhìn tổng thể mặt sau nè, đánh được hai cặp loa, phù hợp loa có trợ kháng từ 4 tới 16. Cặp loa còn rất mới nha các bạn, rất chất luôn. Nếu các bạn đánh hai cặp loa cùng lúc thì phù hợp loa có trợ kháng từ 8 tới 16 ohm. Nếu các bạn đánh bi quai, tức là các bạn ghép những dòng loa đời mới có hai cầu, cầu trên cầu dưới, thì phù hợp loa có trợ kháng từ 4 tới 16 ohm. Thông tin Denon PMA2000RE, IC 100V và 360W. Số series 0017 nha các bạn. Được sản xuất năm 2012, Made in Japan. 0017 là trùng với số series thùng trên thùng nha các bạn. Đây các bạn. 0017. 117. Rất đẹp các bạn. Bên ngoài cùng có một IC OLED với total là 360W, những đầu CD giải mã lọc xì, sử dụng điện 100V, các bạn đưa vào đây cho đỡ lòng thòng dây. Dây nguồn zin và dây nguồn dính nha các bạn. Rồi sau đây mình mở nội thất cho các bạn xem trước luôn.
nắp của nó tất cả còn nguyên sinh nguyên bản nha bạn, không trầy xước, không gân móc. Những gân ốc các bạn nhìn nè, rất trắng rất mới nè, rất sáng. Nhìn vào tổng thể nội thất con này là các bạn không có điểm chê như mới rồi. Hai biến áp nguồn sườn sạxi ở dưới là không điểm chê. Hai tụ lọc nguồn sử dụng có chữ đờ nông, tụ này cũng rất là khủng luôn, 71V và 12.000 microfara, nó kẹp trong miễn đồng ở dưới, sạxi còn như mới. Tăng pha phụ dành cho phần cung cấp nguồn các bạn nhìn như mới luôn, rất vàng, có ba cầu kỳ bảo vệ nguồn ha. Ngóc ngách không có điểm chê, ba mạch công suất đầu ra, hai tảng giải nhiệt đen mung luôn, tất cả còn nguyên zin nguyên bản. Bên này sẽ có tương ứng bo mạch công suất bên phải, trong khe có 4 sò, bên này 2 sò, và bo mạch công suất bên trái tương ứng tại dây nhiệt trong khe cũng có 2 sò, tổng cộng máy chạy 4 sò móc khác nha các bạn. Bo mạch tín hiệu phần rề nằm phía trước nha các bạn, máy không tì vết, line new là các bạn tưởng tượng ha, như mới không có điểm chê. Bo mạch tín hiệu đầu vào nè các bạn, ngóc ngách là các bạn nhìn sáng bưng luôn, rất đẹp các bạn. Dòng này các bạn mua về nghe trưng bày đều rất đẹp mắt, rất có giá trị nghe nhìn sưu tầm. Những dòng Denon PMA 2000RE đã hiếm, còn thùng xốp Line New còn rất có giá trị nghe nhìn sưu tầm nghe các bạn. Rồi mời các bạn nghe một đoạn nhạc ngắn bass này bạn. Người yêu thôi, mày đã ra đi về đâu? Thuyền xa bến, ta biết chỗ nào tìm nhiều. Dạ. Mạnh mẽ kép rất lên kè, ba lăng phải trái suốt đài vết phản ứng vào, không chỉnh bắt trái ba lăng được. Power arm direct thì khi các bạn kết nối đường power arm direct đằng sau các bạn ứng vào thì khi đó âm ly này nó không qua phần rề, vì nó giống cục đẩy công suất nên các bạn có thể kết nối đường power arm direct này để hát ok, lực đánh rất mạnh mẽ nha các bạn. Ở ngõ vào thì có tổng cộng 7 ngõ vào, các bạn có thể sử dụng trên thiện hoặc là các bạn sử dụng trên tay, rất đơn giản các bạn ha, rất đẹp. Các bạn trên thiện các bạn chỉ cần ấn nút input selector là sẽ chuyển ngõ, máy bán ra. Mình bao zin tuyệt đối cho các bạn, Line New. Và đặc biệt cái giá mình bán ra rất tốt. Mình xin thông báo đến các bạn, con Amply có model là Denon PMA 2000RE, là dòng đời cuối cùng trong series 2000 rất nổi tiếng của hãng Denon. Máy về full thùng xốp Catalo, chuyển zin chay nguồn zin, số series trùng với series máy, đúng thùng của nó nghe các bạn. Mình bán ra với giá rất tốt nha các bạn, chỉ là 26.800.000 đồng, mình bao ship toàn quốc nếu bạn nào thanh toán đủ. Giá này là rất tốt dành cho một con Amply có model là Denon PMA 2000RE nha các bạn. Những con RE đã hiếm mà full thùng xốp Catalo Line New là càng hiếm, và đặc biệt cái giá mình bán ra đi rất tốt nha các bạn. Rồi mời các bạn nghe một đoạn nhạc ngắn bao.
nghe một đoạn nhạc. Mình xin thông báo đến các bạn con âm ly có model là đời nông PMA 2000RE. Mình về tình trạng line new, full thủng số, catalog, dây nguồn khiển zin đầy đủ, băng băng đầy đủ nghe các bạn. Số series thùng trùng số series máy. Mình bán ra với giá rất tốt, chỉ là 26.800.000 đồng. Mình bao ship toàn quốc nếu bạn nào thanh toán đủ, còn bạn nào code mình không bao ship. Giá này là rất tốt nghe các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.